Sau chia tay anh nói anh vẫn đợi em, đâu có tin. Bởi vì em luôn biết, luôn thấu hiểu anh hơn ai khác. Sau chia tay anh nói với tất cả là ta không hiểu nhau. Sự thật là chẳng ai ngoài em biết anh lừa dối thế nào. Nói xin lỗi em xong rồi, nhắn tin với hai ba người, nói em đây chẳng tốt. Có lẽ với anh bây giờ để yêu chỉ riêng một người là không thể. Có phải đã yêu một người trái tim vẫn yên vui rồi, thế sao anh thì khác. Có thể đến thêm một người dẫu đã có người kể chung đôi. Lúc trước ấy không biết bao nhiêu lần em đã thứ tha. Chấp nhận hết mọi thứ, chỉ mong rằng anh sẽ hiểu ra. Nhưng em đâu hay biết khi người đã mang tính trăng hoa, thì dù vạn vật thay đổi cũng không thể mong họ đổi thay. Nói xin lỗi em xong rồi, nhắn tin với hai ba người, nói em đây chẳng tốt. Có lẽ với anh bây giờ để yêu chỉ riêng một người là không thể.